Xin chào các bác, hôm nay em mang mật ong từ ong rừng về để em bắt mật lấy mật để lại cho đưa cho các bác đã đặt trước. Đây các bác xem, đây là phần phần hoa và phần sáp nhộng ong sau khi đã lấy riêng ra bổ mật. Bổ mật thì em sáng em vừa bắt ra được lấy dây ra, vẫn còn cái cặn bổ mật này, nhìn các bác xem này, vẫn còn nhiều, rất là nhiều gà đây. Các bác xem này, đây, chỗ này em lấy được 5 lít không? Các bác xem này, hồng này rất còn rất là nhiều con nhộng như đó, xem còn cái này ngập rượu rất tốt. Bác nào thì nữa sau cái video này của em, mà bác nào cần có nhu cầu về cái sáp tổ ong này ngập rượu thì các bác bảo cho em nhé. Đây chỗ anh còn khoảng 3 cân, các bác xem mà ong và nhộng vẫn còn sống luôn. Nhộng em vừa hôm qua về chuyển về đấy, các bác xem đây, các bác xem đấy, còn miếng cảm biếng to luôn. Ong rừng 100% các bác nhé, ong luôn thì không còn có dày hay đâu mà to nha, dày nhé, các bác xem này. Đây, các bác xem. Đây em xin cho các bác xem thì em lọc mật cho nó sạch lại cái phần sáp bồng mật. Đây các bác xem này, vẫn còn cái sáp bồng mật rất là đặc luôn nhé, mật mới. Ra là hôm qua em bắt cũng nó sạch rồi, nhưng mà cái chỗ đoạn đầu trên thì các bác ở trên bản các bác thì vắt luôn, trên sau khi khai thác cũng vắt luôn, thì mình mang cả bầu về rất là lặng, chứ không phải lúc nào cũng mang được cả sáp tổ về. Nghe nó xem đây, mặt rất là đặc đấy các bác xem, mềm nhau cao đấy các bác xem này. Đấy, một chút đặc thơm lắm. Các bác xem mật rất là quánh, đang chảy dần. Em không thể đổ được, nó nhanh được, nhanh là sẽ bị trào ra vì mật rất là đặc. Và cái túi lọc nó không thể lọc được kịp. Để các bác xem này. Đấy, bác nhìn là còn có ong lẫn vào trong không? Đấy. Đấy, bác xem mật rất là sành nhá. Đấy. Mật rất là sành. Ở đây nếu mà em có ai cầm hộ em cái này nữa thì em sẽ bóp nó nhanh hơn. Em... Đây em sẽ bóp tiếp, chạy tiếp này. Sẽ bóp cho nó nhanh. Các bạn xem bầu mật rất là quạnh không? Đấy. Bóp nha. Còn rất là nhiều mật luôn. Đây, các bác xem. Mật rất là quạnh luôn.
Đây đã bắt được chỗ được cái âu này, 2 lít này. Kéo xem, mật con rất là nhiều mật. Bấm thật mạnh là mới sẽ được. Rồi nhìn thấy chưa, mật này rất là đặc này. Để xem. Rồi. Đấy, sẽ rót vào chai. Để xem này, mật này rất là đặc luôn, đậm luôn. Để nó xem này, gì đây. Đây sẽ rót vào chai nó xem nhá. Nó xem. Đây nó nhìn này, bật này. Đấy. Mật ong rừng chuẩn nó phải như này các bác nhé, rất là sánh nhé, rất là thơm luôn, ngửi rất là thơm. Đây các bác xem này. Xem em đã rót hết lửa âu 2 lít này. Thường là trung bình em hay đúc ở can tầm can 1 lít rưỡi đến can 2 lít. Cũng có thể các bác mà bác nào mua một lửa lít thì nếu ở trong hộp cũng là em còn sẵn thì em vẫn bán cho các bác. Cho xem này. Đấy, mật chảy đây. Rất là đặc luôn. Rồi, em đang phải làm rửa tay để xin làm vắt lốt chỗ này. Em xin kết thúc video tập mật ong rừng tại đây. Các bác là có nhu cầu mua mật ong rừng chuẩn 100% nguyên chất này thì các bác bảo cho em nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.